Chào mừng các bạn chị đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xây Dựng Minh Châu. Hôm nay Minh Châu giới thiệu cho mọi người là một máy phay cầm hai tay nha mọi người. Đây, máy phay và soi mồng loại lớn nha. Anh em mà thợ mộc là rất là cần về em này. Nhà nào làm thợ mộc cũng cần phải có em này nha, để mình có thể phay rặn cửa hoặc phay mồng, làm những vật dụng hoặc chạm trổ ở trên cái tấm gỗ chúng ta cũng có thể dùng em này làm được luôn. Đó, cầm vầy và làm việc tuyệt vời luôn các bạn chị ạ. Đây, con máy của chúng ta là khi cô bán chị mua về nó ở trong một cái hộp như vậy nhá, của thương hiệu Makita, hàng chính hãng của Makita luôn, có mã là M3600B. Ở đây Minh Châu đã lấy sẵn ra ngoài tất cả những phụ kiện rồi nhá, chỉ có máy như vậy thì cái hộp là hộp không thôi. Đây, máy này đi kèm là một cự tì này, một cự thẳng và một cự để anh em soi mồng hoặc đẩy rặn này. Đây, nó có bánh xe luôn nhá. Ở trong đây thì cũng có một cái cự tì cho chúng ta và một cái khóa mở. Đây, ở đây nó có hai cái lông đèn kẹp mũi nha mọi người. Đây, mình có thể sử dụng mũi 12 ly hoặc là mũi 6 ly 35 này. Có sử dụng được luôn cả mũi lớn mũi nhỏ luôn nha. Đây, mình xài mũi nhỏ thì mình có thể bỏ cái này vô để nó kẹp lại mũi nhỏ xài được, mũi lớn được luôn. Ở trong đây cũng có sẵn cho chúng ta luôn rồi. Này, có bán chị. Và đặc biệt ở cái dòng này thì anh chị em sử dụng cực kỳ đã luôn này. Có điều chỉnh cao thấp được cho chúng ta sử dụng luôn nhé. Dây nguồn của thương hiệu Makita, hàng chính hãng này. Cái này là mình chỉnh cao hoặc thấp thì mình cứ vặn ở cái này, sau đó mình sử dụng nhé. Còn nếu mà cô bán chị muốn cái này nó không nhúng được, nó cố định ở một mức độ nào đó, thì cô bán chị cứ siết cái này xuống. Đây, mình cứ siết cái này xuống là nó sẽ xuống ngang nào đó, rồi mình đè cái nút này vô. Đó, là nó cố định, mình không đè được nữa nha. Nó sẽ giữ lại luôn. Còn nếu mà mình sử dụng thì mình cứ đè cái nút bằng đồng này. Đây, nó làm rất là ok luôn. Nó bằng đồng luôn để cho chắc chắn cho anh em sử dụng luôn. Đây, ở đây thì nó còn kèm theo một cái cự này để cho anh em làm việc nữa này. Cự thẳng để anh em làm việc này. Đó, vây vào đây. Tuyệt vời luôn mọi người ạ. Là điện 220V của bán chị, 7.9A, 5-60Hz, công suất là 1650W. Đã được sản xuất theo công nghệ của Nhật, sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Nhật luôn. Dòng này thì được sản xuất tại Trung Quốc nha các bạn chị, nhưng mà sản xuất ở Trung Quốc nhưng mà vẫn là của tập đoàn Makita, hàng chính hãng của Makita, cho nên vẫn đảm bảo được chất lượng của thương hiệu. Đây, có tem chống hàng giả của thương hiệu Makita nhá, tem màu chống hàng giả của thương hiệu Makita luôn. Hàng chính hãng mà các bạn chị, nên là những con máy như vậy dù bỏ ra cái đồng tiền nó hơi chát hơn so với những cái dòng sản phẩm bình thường hơn một tí, nhưng mà lại chất lượng của nó và tính năng của công việc thì tuyệt vời luôn các bạn chị ạ. Một con máy như vậy tại cửa hàng Máy Xây Dựng Minh Châu là bảo hành cho các bạn chị 12 tháng và giá bán tại cửa hàng 2.450.000 cho các bạn chị sử dụng như vậy nha. Một con máy như vậy này tại cửa hàng. Nó có đầy đủ những phụ kiện như vậy. Bảo hành 12 tháng luôn cho mọi người. Hôm nay thì Minh Châu giới thiệu sơ như vậy thôi. Những cái dòng này Minh Châu cũng không chuyên lắm về cái phay viết, cho nên là không test nha. Mình chỉ test điện để có bán chỉ nghe tiếng máy là ok rồi. Đây, công tắc ở đây nó bật để chúng ta tìm khi mà sử dụng luôn này. Đây, tay ở đây là bật luôn. Tuyệt vời chưa. Đây, mình sử dụng để soi lộ, soi mồng này nhá. Ở đây nó có một cái khóa luôn, khi mà mình sử dụng khóa lại là không nhấc xuống được nữa này. Hoặc là có cái cự chỉnh ở đây luôn để mọi người chỉnh và xoay qua xoay về đều được hết, có công tắc đầy đủ ở trên máy luôn. Về phần công tắc thì được thiết kế một cái bát ở bên ngoài để chặn khi mà có bán chỉ đẩy nó lờ, nó có đùng những cái vật dụng xung quanh, nó không ảnh hưởng đến công tắc nha. Tuyệt vời chưa. Hai tay cầm hai bên là được bọc su để khi mà anh em cầm nó không bị trơn trượt, tay ra mồ hôi nó không bị trơn trượt này. Ở bên trên nó làm những cái rãnh thoát gió để làm mát, đảm bảo tuổi thọ cho sản phẩm này. Hai bên là hai ổ than rời bên ngoài luôn để anh em dễ dàng thay thế khi mà mình làm việc về lâu về dài nó yếu hết than, mình có thể thay than nhá. Rất là đơn giản luôn. Dòng này thì của thương hiệu Makita, hàng chính hãng, cho nên anh em yên tâm khi sử dụng luôn. Đặc biệt là được bảo hành 12 tháng và giá bán thì tuyệt vời luôn, chỉ với 2.450.000. Rồi, có bán chị ai có nhu cầu thì trực tiếp đến các cửa hàng của Máy Xây Dựng Minh Châu hoặc gọi điện thoại đặt hàng ở các số điện thoại bên trên màn hình. Và có bán chị đừng quên những đăng ký kênh và những chuông theo dõi để những video sau Minh Châu lên thì cũng được có bán chị xem, phù hợp dòng nào thì ủng hộ Minh Châu nhé. Rồi, video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn có bán chị đã quan tâm theo dõi.